Bạch sư cho con hỏi tài sản nào thì được tính là của mình, và nếu như mình cúng dường tài sản không phải của mình thì nghiệp sẽ tính như thế nào? Ví dụ là ba của con mua cái xe máy rồi con đứng tên và con dùng nó để đi lại thì con đang có tâm cúng dường cái xe đó, mà như vậy có hợp lệ không? Khi nào á người ta cho mình thì đó là tài sản của mình. Còn nếu như nó chỉ ghi tên của mình thì đó không gọi là tài sản của mình. Thí dụ như trường hợp này, ba mua cái xe máy để cho mình đứng tên, nhưng mà mình không có quyền quyết định. Tức là mình chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền quyết định. Chỉ khi nào mình có quyền quyết định á, thì đó mới được xem là của mình. Rồi mình muốn tặng, muốn cho ai thì cho.